Mình xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì buổi sáng thì món nước cũng rất là ưa thích cho bà con ở xóm như cả nhà, cho nên là tiền với lại hiếm ba đã chuẩn bị hàng đông để mà mình bán vào buổi sáng nha. Rồi trước tiên thì ông ba mới hộp với ông ba mới nước. Chú, mấy hộp chú? Hộp nha. Dạ. Cho miếng mỡ hành lên. Hộp là 15 ngàn nha cả nhà. Ở đây thì mình có dưa leo nè, giá nè, với lại rau thơm nè. Ở đây thì mình có thêm là món chảo ghế nè, chả lụa nè, với lại nem. Thì gãi lên đây thêm một lớp hành phi nữa nha. Đây, một hộp vậy là 15 ngàn nha cả nhà. Lại cho con cái bọc luôn. Bọc này chắc hơi to. Hai ký nha vậy. Dạ rồi, đợi em cái nha. Rồi đây của chú 15 ngàn. Tiền thối em ơi, riêng cái bọc tiền thối của mình thôi. Bữa ở lấy còn nguyên một bọc nữa mà. Có thằng thối thì đợi đây đi. Nè chú, có nè chú. Đây con gửi nè, cảm ơn chú. Anh mất ra khoảng bọc không à? Ủa ngộ vậy, dài lấy mất tiêu. Em có lấy đâu. Quá rồi, lấy lộn bọc hết gì rồi. Đang là bọc 2 ký không à. Đưa uổng lắm á. Còn mấy mình mua bọc khác đi. Thanh Thông nè, có nè, có nè, để con lấy cho. Rồi đây của anh đây, 15 ngàn, không có tiền thối nha. Dạ rồi. Chú Hồng, ông có tiền cho con đổi 50 ngàn nữa chú Hồng. Đợi em chút nha anh. Anh Tăng. Từ từ, có gì đó. Dạ. Rất gì á. Mua cho bà chủ, mua nhà. Mua bà chủ hả? Mua cho bà. 10 ngàn ít lại, ít mấy nước lại. Bánh nước chú ơi. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều ba. Cảm ơn nha chú. Thối lại luôn. Thối lại 35 ngàn. Cảm ơn nha. Ở đây thì mình có chả ghế, chả lụa với lại nem. Nem này thì mình chưa lột, có nhà hồi ai ăn sẽ lột luôn. Còn ai cậu thì sẽ lột. Mấy hộp chị? 2 hộp nha. Dạ. Hồi nãy cháu dặn 2 hộp nữa đó hả ba? Cái này nem chưa có lột, có gì chị ăn chưa lột có gì nem. Dạ 30. Ơi. Dạ rồi, đợi em cái. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Dạ rồi, đợi em xíu nha anh nhỉ. 15 ngàn hộp em.
Nè em cầm trước giùm chị hai hộp. Hai hộp ơi. Hai hộp dạ rồi, có liền. Cái nước mà bà Tư ơi. Dạ. Gì hai mấy hộp gì hai? Dạ rồi, bánh nước. Dạ rồi. 15.000. Bánh nước ơi. Rồi đợi em cái nha chị. Chị cứ lấy hành ha. Ừ. Cho anh này đi cái nha hai. Là biết cứ đứng để là biết nhà không ăn thành. Đậu phộng nữa. Thôi đi lấy đậu phộng. Mày có đậu phộng. Ở đây cũng đậu phộng, hành phi được không? Hành phi ha. Chị Hạnh, chị truyền lại giùm em cái chị Hạnh. Đâu đó đó hả? Ống hộp hả? Không. Ủa một hộp hả? Ừ, ống hộp hả? Như hai hộp. Hộp là chú Hải. Đây, đây. Gửi giùm em cái chị. Để cho cái ông đó dầm. Đây, của Như Hai luôn. Họ không thành. Rồi, trời. Rồi, cảm ơn hai. Hộp sau đây. Cảm ơn nha. Hộp sau đã là cho mẹ không thành. Thành đó hả? Cái đó hai hộp đó cho chú Hải. Tao giống nó 30 đó. Rồi. Mà có ra 30. Tao lấy gì. Lấy cái gì vậy? Để lên là tính tiền. Tính giờ một ổ bánh mì đổi ớt 15 ngàn ha. Cái bà 10 ngàn bà lời sao? Lên giá. Em cảm ơn nha. Ở nhà phải không? 10 ngàn phải không? Còn không 10 ngàn có bóc 10 ngàn. Dễ à, tôi mua nên một hộp quy định. Ừ. Nhiêu bà Tư? Nhiêu bà Tư? 15. Tại bà nói bánh mì 10 ngàn, người ta đã bóc từ 10 ngàn đổi. Nước của bà ấy này phải làm hay nhảo kìa. Của bà ấy hả? Vào đây nè. Cái này cái gì anh đó? Ừ. Nó nhảo. Nó chờ hay là nước của ta chắc bông khô gương nè. Cho ba vậy đúng không? Có về ở đấy nha. Gì ó với lại chú Hạnh nữa. Nào rồi sao rồi chưa tôi hộp đó. Mua luôn đi đấy đó, dặn nữa. Người ta ế nhiều hộp rồi sao? Cảm ơn nha bà Tư. Cái vụ mà chờ nó. Rồi ế nó tiếc phải không? Yeah.
tối luôn. Mấy hộp hai? Mua cho cháu đậu nha. Cháu ngoại hả? Ba chục hóa lên 170. Về nhiêu? Dạ 30 chú Hải ơi. Chú Hải có cho con đổi 200 nữa chú Hải. Không có. Hai cái thanh 100 thôi. 30 ôn nè. 30. Dạ dạ cảm ơn nha chú Hải. Khó chị áo cái hết tiền luôn á. Hết tiền. Không có dây 100. Đó 100 hả? Ừ. 200 thôi. Đó có 200 đó. Ừ 200 đổ được rồi. Gửi 170 đủ nha, có lên 5.000 luôn. Dạ rồi đợi con cái nha bà Tư. Nhiêu hộp mày? Dạ 15.000. 15.000 hả? Chết mẹ tôi đang có 10.000 hả? Thiếu lại bà Tư có gì đâu. Bà Tư thiếu lại 10.000 nữa, 5.000. 5 dạ. Thấy không? Tôi hốt rồi cái này lôi ra đi để ông tới không biết ông chở hết nha. Rồi, đây. Tôi lôi ra chứ để. Kêu nó vô kìa, thấy kêu. Chưa. Ai biết đâu có ai nói gì đâu. Chị gửi cho bả ăn hộp luôn ha. Để cho bả ăn hộp đi. Nó dặn như ai mua giùm bà. Ai giờ ai có ai về gửi thì đây con gửi bà Tư luôn. Rồi cảm ơn nha bà Tư. Dạ. Dạ mấy cái này học ở giờ hết giá. Không có đâu. Dạ giá hiếm hơn, giá hiếm hơn giá. Sát bên. Giá còn ở nhà. Giá nhiều đi ngon. Bánh không ngán lắm, bánh đất cũng được hả chị? Bạn thua cả lụa với giá. Dạ, cảm ơn nha chị. Bánh nước 7 rồi. Má ơn nha chị. Cái hộp 7. Lượm 7 rồi, lượm 7. Lượm 7 rồi, lượm 7. Tiền hoa đây xui 7. Cái này là lòng phước chứ không hên xui. Ừ. 1.000 cây mà mua 10.000 bán không? Dạ được, bán 10.000 luôn. Thôi chưa ngàn. Bóp cái nước lại. Bánh nước bà Hai ơi. Mình ước đi ước gì có nấy đó vậy. Thôi bỏ đồ tao vô nhà nhận các cậu tao. Dạ ha, tao gửi luôn. Cảm ơn ông bạn. Ừ. Bánh bào không? Bánh nước. 15.000, 15.000 hộp. Bán. Hỏi nhiêu hộp? 15.000. Xuống hay sao mất mối ba. Ai? Bà ba. Giờ bà tám về kìa bóc cái nước cho đi ba. 10.000. Bà ba nào? Bà ba mẹ của mụ. Mà dạ rồi nè bà tám ơi. Bán cái nước nè. Lên luôn mà tắt. Dạ dạ. Dạ cảm ơn luôn.
ba ba cái gì? Ngon rồi ba. Ngon hả? Hộp nó đi chưa ăn? Cá gì có cá nấy. Mua bánh nước nè, ăn đi rồi ướp cá gì là có cá đó. Bánh nước gì? Dạ rồi. Mấy hộp? Mẹ nhịn hả? Đừng dành ăn với con nghe, về thấy ngon đừng dành nha. Dạ rồi. Chú chạy lên là hết rồi. Chú chạy dẫn đảo về tao xả hết cái thôi rồi. Đưa rồi đi mở hết. Còn mấy hộp á. Ở đây đâu bán này. Ở đây đâu có bán bánh nước này. Cái này tôi thì làm. Cho vô cái bọc đi. Để đũa rồi. Dạ 15 ngàn. Thôi bấy chục luôn. Không có dư miếng nào hết trơn. Không cho đổi lên. Ăn không chịu ăn thì sáng ăn hộp, chưa ăn hộp. Bây giờ bán cũng 20 hai mấy hộp rồi đó. Nước mắm nhiêu hộp? Nhiêu bịch? 4 mấy bịch. 4 mấy hả? Bà Út lại kìa, bà Út đi lại kìa. Thiếu giá quá. Không giá ơi nhiều. Nhưng mà bánh này ăn giá nhiều nó mới ngon. Hồi sáng con mua một cái gửi giá mà sao sạn nghe thấy nhiều quá kêu Phong chừa bớt lại. Dạ tại lên giá theo ít. Chú bạn bánh nước chú bạn ơi. Dạ chưa, mời mốt. Mấy hộp chú? Đúng hộp. Hộp ha, dạ. Ăn không chia lại cho bà đó. 17 ngàn. Hộp ha, dạ rồi. Để con cái. Út mấy hộp giúp. Không ăn rồi. Đây. Con không thích bánh tạm không chịu. Của chú đây. Không ăn bánh mì rồi. Rồi con gửi luôn. Cảm ơn chú. Dạ 15 ngàn hộp. Dạ rồi, đợi con chút xíu nha bà Tư. Chim sâu đâu rồi không thấy. Ngủ hả? Ngủ không? Dạ ngủ được. Đợi con cắn hút. Cái gì này về trước đi. Nè nè gì. Hết là gì 5 ngàn. Dạ. Rồi con cảm ơn.
lọc. Đây có bộ ốc đây, 15.000. Rồi cảm ơn Úc. Mấy hộp bà Năm? Hộp một hộp ha. Dạ không, cảm ơn nha bà Năm. Hôm qua cũng mua, hôm qua mua để dành khoe đó, ai mua mới bán lợi. Dạ cái dứa dẹt mà dưa nguyên tới 50-70. Dưa nguyên tới 50-70 là này của mò tư này, để bên đó mấy nước, mấy nước này bảy. Vậy hả? Lấy đi. Lấy đi rồi căng đi rồi tính tiền. Căng đi. Căng căng đi. Lấy Hảo mẹ đi. Hảo đi, hôm qua mua ba mấy ngàn đó. Lấy đó 15 ngàn đi. Ký 17 ngàn, 1 ký mấy hộp, 7 hộp cho hộp. Ken đi học hả Ken? Hộp như vậy đi học 15 ngàn. Hôm qua con mua hình như 2 trái 3 mấy ngàn, 31, 32 gì đó không nhớ. 15 ngàn, ngàn. Ừ. 15 ngàn. Ăn đi cho biết, bả tưởng ấy tui tôi ăn giống ngon, nó giòn giòn ngon. Giòn giòn, giòn, dạ, giòn ngọt ngọt ngon á. Đá, cái gì, cảm ơn nghe bảy. Đấy tủ lạnh, lấy vô tủ lạnh nha. Lấy ra. Để tủ lạnh. Nè, nè bà. Lạnh trái đi. Giòn giòn. Bà để vô tủ lạnh đi, không mấy gọt sẵn để tủ lạnh. 15 thôi là 85. Trời ơi tôi ăn hoài rồi. Dạ. 80. Bà Năm ơi, bà Năm sắp tiền giùm con bà Năm. Con bị đeo bao tay. Rồi đủ rồi phải không? Dạ, bà Năm đếm lại giùm con nha. 85 ngàn đủ không? Ôi anh ơi hết giá rồi anh ơi. Giá với dưa leo trong cái gỗ luôn em để sẵn đó đó. Chạy gì dưới lấy cái nhiêu được. Dạ 15 ngàn là gì? Bán con. Cho đâu cho hoài. Dạ cảm ơn. Rồi xong, từ nãy giờ là bán cũng khá nhiều rồi đó cả nhà. Nhưng mà hiếu giá, không chạy dưới lấy giá mới được. Đây, khỏi bọc đi, cầm đây đó. Khỏi bọc luôn hả? Bọc, ừ. Khỏi đũa luôn. Khỏi đũa luôn hả? Dạ, đũa xào, trả lại cái hộp kia. Rồi, rồi. Đĩa cho nó dễ chọn. Đây, có tư đây. 15 nghìn. Được không? Rồi, con cảm ơn. Bánh nước, bánh nước. Mấy hộp? Hai hộp. Hai hộp nha. Rồi. Bây giờ đi rồi. À, bây giờ có đi cào. Có không đây ta? Hả? Hai bán hoa đây. Rồi bán đậu. Càng ngủ hả? Cái này cá linh nhiều dữ ha. Chắc cá linh bự không có viên. Ngủ nhiêu ký? Mấy hộp chị ơi? 10 ngàn hả? Dạ rồi. Cá bự không? Bự chút đồ mới ngon quá. Dạ, cảm ơn nha.
nè, em để luôn. Ba lăm nghìn, cảm ơn. Cô Hảo hợp mới làm cho ba đi. Cô Hảo nè. Cô ổng không có ăn ấy không ta? Ủa sao tự nhiên lẻ một cục là sao ta? Cục bì á. Hồi nãy mua 10.000 ba hộp á. Ừ đúng rồi. Còn giá bên kia để qua đây chục, để dưới đây luôn đi ba. Ai? Ba hộp, ba hộp, ba hộp. Ai đang ngồi xa đó, sao gần nó thừa tao lấy. Hộp nữa trả 30.000. Ủa chưa bà? Ừ, đang rồi, đang giá. Bào dưa leo. Ít giá hay là không giá luôn? Không giá, dưa leo, đúng không? Không ăn. Anh nướng không ơi. Rồi được rồi, đừng xách nhiều dưa leo. Vậy cho thêm xí bánh nước nữa lên mặt. Miếng nữa thôi. Cho miếng nữa thì đã quải thêm bình nữa. Vậy hả? Thêm miếng là ngàn, đã 5.000 nữa đó. Nè, miếng nữa đi. Bánh nước gì hí ơi? Ăn đi, ăn ướt gì được mấy nè. Ôi ướt đó khó lắm. Ướt chung mồi chung giá được rồi. Ướt chung mồi chung giá được rồi. Ướt chung giá được mẹ không có dạ được đâu. Cảm ơn nghe cô hả? Cái tay này. Để con cái nha. Con xắt thêm dưa leo cái. Ăn hộp không đã hả Tư? Mèo đi đâu mèo? Đi đâu? Đâu đập gái giờ? Vậy mới hợp vậy? Hợp thôi ha. Này ăn nhiều mà ăn không thấm đúng không? Bán ít mà ăn nổi gì, bán nhiều mà ăn không đã. Bữa nay bà Tư ăn hai hộp luôn là hiểu rồi. Là bữa nay là ngon rồi đó. Đây có gì đây? Thay thay đại con. Thấy gì 5.000 luôn, cảm ơn. Cảm ơn. Giờ này khúc cuối hết rau thơm. Còn 4 bịch nước mắm. 4 hộp đúng không? 4 hộp mà hết rồi. Hết bánh nước hả? Ừ. Còn 2 hộp nữa nè. Còn nhiêu bịch? 4 mấy bịch? 50 lần á. Gần 50 anh là 49, 50 kìa. Còn hơn bịch hay bịch gì? Bánh nước chị đẹp hả? Còn. Còn 2 hộp nè. 15.000 hộp chị. 15. Rồi, cảm ơn mặn nha. Mặn, mặn. Mặn nha. Có mặn hả? Ừ. Sao? Sao? Tưởng bánh tương. Rồi, bánh mặn đó được không? Được. Bánh mặn hả? Thì á. Con kìa, con nhỏ nó lại mua. Bánh tương. Bánh hộp hả con? Đây, còn hai hộp. Hai bánh nước luôn. Bánh nước gần xa quá, gần mua đi. Bán rồi đó, bán. Bán nha. 15.000 em. Mà bảy ơi. Trời ơi, hộp 15 rồi, không có mờ. Đợi lại nó kìa. Lấy tiền không? Hết bánh nước rồi, đâu mà lấy nữa giờ. Bà Hanh đặt mới có chứ, đừng không không có đâu. Còn hả? Còn hộp cuối á. Ừ. 10.000 hả gì? Ừ. Hết rồi. Hết rồi. Mặn quá. Mặn. Mặn ta ăn. Mặn. Ừ, đồng mặn. Trời, lấy lại ăn nước mắm với rồi. Cảm ơn nha bảy. Bảy xin lỗi không được không? Ê mua bánh tằm ăn đi.
Có bún ăn đi. Trơn bánh luôn rồi. Hết trơn bánh nữa rồi, từ bây giờ không chịu lại sớm sớm đâu. Ngồi ở nhà nghe. Thế ban ban đâu con? Dạ. Hết rồi. Hết trơn rồi con. Hồi nãy vốn của tiền là 20 ngàn. Dư Hoàng Kim với cái này hồi sáng mình cắt là 50 hộp, nhưng mà còn khoảng 2, 4, 6, 8, 9 hộp, nhưng mà bán có 41 hộp à. 10 ngàn á, mua 10 ngàn tính ra mình lấy đâu có lời, bán lỗ á, chứ không lời đâu. Mà tại không lẽ giờ người ta mua 10 ngàn, không lẽ không bán, mà bán ít quá thì coi không được. Nó ủng hộ cho nên thôi kệ, cho người tăng ít. Sắp tiền nha, 200, 300, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình 40 hộp là gãy 600 ngàn. 8, 9, 100, 9, như 600 ngàn, 10 ngàn nữa là 600 ngàn, 500, 9. Mà còn ba người kia 45 ngàn rồi đó. Ba người 15 ngàn. Bốn người hết 20 ngàn. 20 ngàn rồi đó. Là đáng lẽ được 601 luôn á. Được 41 hộp đó. Cái này thì mình lời chắc cũng khoảng cả 100 ngàn đó cả nhà. Rồi hôm nay thì buổi sáng bán bánh nước rất là đắt luôn nha, hai anh cháu lời cũng tầm khoảng 100 ngàn. Giờ tiền cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha, bye bye.